Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 21 thẩm tra đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật. Theo đề xuất của các cơ quan, tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 sẽ trình Quốc hội 21 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, trong đó Quốc hội dự kiến thông qua 9 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến đối với 12 dự án luật. Trước đề xuất sửa đổi toàn diện luật điện lực và thông qua tại một kỳ họp, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị cần xem xét cho ý kiến tại hai kỳ họp để có thời gian xem xét, đánh giá kỹ lưỡng tác động. Là đề nghị là cái luật này vì cái phạm vi và cái nội dung nó quá lớn như vậy. Nếu mà chúng ta thông qua một kỳ họp thì thường trực cho rằng là cũng chưa đầy đủ cơ sở và chưa đủ thời gian cũng như là chưa đủ cái điều kiện để đánh giá cái tác động của nó với phát triển kinh tế xã hội. Do vậy thì Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường đề nghị trong cái báo cáo thẩm tra là gửi cho Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đã được tổng hợp là đề nghị là cho ý kiến luật này tại hai kỳ họp tháng 8 và kỳ họp tháng 9 thì cho nó phù hợp, và cái này cũng được Ủy ban Pháp luật thống nhất trong cái ý kiến trong cái dự thảo báo cáo thẩm tra. Dự thảo luật điện lực sửa đổi có 5 nhóm chính sách lớn, bao gồm quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường, quản lý vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện, đồng thời điều chỉnh phụ tải điện cùng vấn đề an toàn sử dụng điện, vận hành nhà máy thủy điện.